Con gái hạnh phúc khi Johnny Depp thắng kiện Amber Heard. Lily Rose Depp vốn không thích tính cách quái gở của Amber Heard. Điều này từng được Johnny Depp tiết lộ. Trả lời phỏng vấn Entertainment Tonight từ liên hoan phim Cannes, Lily Rose Depp nhắc đến cha đẻ, Johnny Depp. Cô bày tỏ, tôi cực kỳ mừng cho cha mình, tôi rất phấn khích. Diễn viên trẻ hạnh phúc khi Depp thắng kiện Amber Heard hồi năm ngoái. Lily Rose đang gây chú ý với phim The Idol, còn Johnny Depp là nam chính của tác phẩm cổ trang Jinezu Berry nhận được chàng vỗ tay 7 phút ở Cannes. Nói về việc hai cha con đều có tác phẩm công chiếu tại liên hoan phim lâu đời nhất nước Pháp, Lily Rose chia sẻ, thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể thực hiện dự án mà chúng tôi cảm thấy tự hào. Tiết lộ về tinh thần của Depp gần đây, nguồn tin People cho hay tài tử đang ở trạng thái tích cực, Johnny thích làm việc và sẽ lưu diễn trở lại. Anh ấy không ngừng xoay chuyển sự nghiệp và cuộc sống. Bên cạnh đó, Johnny cũng ưu tiên sức khỏe của mình. Đây là lần hiếm hoi Lily Rose nhắc đến người cha nổi tiếng trước truyền thông. Trong vụ kiện phỉ báng rình rang hồi năm ngoái, cô hoàn toàn không lên tiếng. Sự im lặng đó từng khiến công chúng thắc mắc và hồ nghi mối quan hệ giữa cô và Johnny Depp. Trả lời phỏng vấn trên Elle, diễn viên 24 tuổi giải thích lý do giữ thái độ im lặng là cô được dạy phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Vụ đó là điều quá riêng tư đến mức đột nhiên trở thành không riêng tư. Ở góc nhìn cá nhân, tôi có quyền với suy nghĩ, phát ngôn của mình, Lily lý giải. Về phía Depp, tại phiên tòa tháng 4 năm ngoái, tài tử tiết lộ việc Lily Rose không tới dự lễ cưới của anh và Amber Heard vì không thích nữ diễn viên này. Tài tử khẳng định mối quan hệ giữa con gái và Heard cơm không lành, canh không ngọt. Và mọi nguyên nhân đều xuất phát từ tính cách quái gở của Heard.